này là hộp không, cái này là hazelnut. Xin giới thiệu với các bạn, đây là món ăn yêu thích của người cá. Món ăn này tên gì vậy Lexin? Granola. 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 Là hạnh nhân, okay. Là hạnh nhân là nướng không? Đây là món ăn yêu thích của người cá nha các bạn. Không có được. Được. Vậy sao con không nướng bên kia? Rồi. Bây giờ cô cá voi và cô bạch tuộc. Và tiên cá Lexin và tiên cá Simi sẽ cùng nhau làm cái món Ronella, thức ăn yêu thích của người cá. Rồi, bắt đầu đi mọi người ơi. Dùng olive oil luôn rồi mà. Dùng cái chai này để nước gấc vô. Trời ơi, đẹp lắm. Mật ong. Lexin đã bỏ nước gấc vô chai này đẹp. Hay, có lý. Đi vô tiệm rượu, tiệm cái chai đây để bỏ. Cơm dừa sấy khô nhiều lắm. Ồ, cái đường vàng này múa đâu? Cái món ăn Ronella này nó rất là bổ nha các bạn. Hàn Quốc. À, cái này làm ăn được bao lâu vậy cô? Hả? Ăn được cũng lâu, nói chung là tùy theo mình ăn nhiều ít. Em làm. Rồi bắt đầu cái này là đường đen nè. Thôi để cô giới thiệu đi cho nó chắc ăn. Đường nâu. Rồi cái này là maple syrup, đúng ra là cô kiếm là maple syrup, còn không thôi thì lấy cái syrup bình thường cũng được. Maple syrup thì rất là mắc, một chai mấy trăm ngàn. Olive oil. Đường đen này là loại của Hàn Quốc nha. Đường đen của Hàn Quốc. 70 ngàn một ký. Một ký hay nửa ký gì đó. Mật ong thì tùy ai muốn thích xài mật ong cái gì cũng được. Nho khô. Nho khô. Thì tất cả các loại nếp này nè, tùy theo người thích ăn cái loại nếp gì. Nó có rất là nhiều, có loại almond, nó có pecan. Pecan là cái loại như ốc chó, nhưng mà mấy cái đó rất là mắc. Thì tùy walnut. Walnut nữa, thì tùy theo túi tiền của mỗi người thì mình mua. Ở Việt Nam mình thì nó có những cái loại này, nut này thì nó kêu là cái hột hột bí. Thì cũng có chất tốt. Cái này là hạnh nhân, cái này là hồng hazelnut, giống như là hạt dẻ. Rồi cái này là hạnh nhân mà nó cắt nhỏ ra. Is that almonds? Yeah. Almonds. Cái này là loại cắt sợi. Thì mình ăn thì nó nhỏ nhỏ vậy nó đỡ hao. Chứ không thôi một cái hộp bự quá vô bỏ miệng sạch. Rồi. Rồi. Cái em hồi nãy thắng cái áo rái cá gọi nữa nè. Rồi cô nói tiếp đi, cô nói tiếp đi. Rồi. Rồi anh chào em. Rồi bây giờ là em là thắng cái áo rái cá rồi đúng không? Thì gửi xuống U Minh Thượng đúng không? Rồi được rồi. Vậy nha. Rồi. Bây giờ anh quay clip để hướng dẫn mấy bạn nấu ăn. Rồi bye bye em, hẹn gặp lại. Con làm gì, con nấu ăn con cũng làm gì cho nó gọn nhẹ, con đừng có tùm lum bày hày vô cái bếp. Con nói cái tùm lum bày hày vô cái bếp đâu. Không em ơi. Đổ ra là thấy cũng không tặng em áo rái cá chứ không có tặng em con rái cá được em ơi. Trời ơi. Hồi nãy thắng áo rái cá xong rồi giờ đòi tặng áo luôn con rái cá chắc chết quá. Trời ơi chắc anh chết liền tại chỗ luôn quá. Kêu gọi bảo vệ động vật cứu rái cá mà kêu tặng rái cá nữa chứ. Rồi anh cảm ơn em nhiều nha. Đã không có muốn bắt rái cá mà còn đòi đưa cho rái cá nữa. Rồi bye bye em. Rồi tiếp tục chương trình nấu ăn của người cá thôi các bạn ơi. Thì chị trộn vô đây luôn. Tất cả các loại nếp mình trộn vô. Đây cô cá voi và cô bạch tuộc và nàng tiên cá. Không muốn cho Lexi làm nàng tiên cá tí xíu nào. À rồi được rồi, cho làm nàng tiên cá. Nho là không bỏ vô nha, nho để sau. Lý do là nho nó sẽ bị khét khi mà. Bởi vì ăn chay nên cho làm nàng tiên cá đó. Tôi mà thấy ăn thịt là tôi cho dán tiên liền. Cho làm người cá chịu không? Đây đây là bắt đầu là trộn cái. Cái này làm gì ăn được mấy rồi tháng nên là dạ làm gì ăn mấy tháng này. Trời nhiều lắm á chứ. Đây á thì về tùy cái ngọt hay không thì bao nhiêu đó, đó chị có thể cho khoảng một làm lạc lạc thôi. Lạc lạc thôi. Cái này xong có số gì? Cái món ăn số này đây. Nó bổ dưỡng lắm. Số dưới. Những người ăn chay á nên ăn cái món này. 3 quarter cup of sugar. Cái đường này nó không có ngọt ngay ấy nó
rất là ngon. Thường mà chị nấu mấy cái oatmeal hay cái gì chị dùng cái đường này cũng rất là ngon. Bỏ vô. Rồi. Khi rồi chị cho khoảng 1 4 à, 1/2 cup. 1/2 cup của honey. Nhìn nó hấp dẫn quá các bạn ơi. Hôm nay là chỉ các bạn nấu ăn cái món này. Các bạn bảo đảm có đầy đủ sức khỏe để bơi lội rồi nha. Các bạn như người cá nhớ nha. Đơn không? À nói giờ, nói nãy giờ mà mình không có nói là mua tất cả mấy cái đồ này ở đâu nhỉ? À, thường cái này là nó bán rất là nhiều ở tiệm Phương Hà ngay trên đường Hàm Nghi á. Dạ. Cái chỗ này á, là nó chuyên môn nhập về tất cả các loại đồ ngoại nhập. Không thiếu một cái gì hết trơn, tất cả các nước trên thế giới luôn. Cái này á, khi mà mình trộn cái này á, mật ong nè. Mà muốn cho nó dễ, nó đừng có bị dính á, là phải cho một chút xíu cái dầu ô liu. Mix hả? Dầu ô liu. Thì cái dầu ô liu này nó sẽ làm cho cái này nó không có quện dính vô cái tô, với lại nó làm cho cái hột của mình á nó không quá khô. Này sợ là chắc không đủ cho cái. Rồi mình thêm một cái nữa là thêm cái syrup kia. Syrup. Cái loại syrup này á, nó có hai loại này, nó thường là nổi tiếng, nó kêu là maple syrup. Maple syrup thì nó làm cái chất đường nó chiết ra từ cái loại cây maple, thành ra nó ăn rất là tốt. Nó không có chất đường vô cơ thể mình mà nó ngọt ngon. Thường cái đó thì dùng để ăn pancake. Nhưng mà cái chai đó nó quá mắc. Ở Việt Nam mình nếu mà xài cái đó chịu không nổi. Bên khác là bánh rán đó các bạn đó. Bánh Doraemon á. Bánh Doraemon á. Cái này thêm cái này vô. Cái này nó cũng là dạng đường. Dạng đường, nó làm syrup. Doraemon là bạn của donut đó. Mỗi cái nó có cái đó. Vị của nó, thành ra mình vô là mình sẽ donut đâu rồi ta? Thấy cái vị của nó. Để bỏ cái này nhiều, bỏ cái này nhiều. Cái đó thì chừng khoảng nửa chén luôn. Dạ, ít hơn chút. Không tới. Nhưng mà cũng được. Thì tùy theo chị thích ăn ấy. Còn ai không thôi chị không muốn xài cái. Như có một lần em xài dầu dừa cũng rất là ngon. Dừa sấy khô. Ồ, bây giờ đã bỏ dừa sấy khô vô trong cái nồi này rồi. Cứ trộn lên cho nó đều. Dừa sấy khô. Dừa sấy khô. Hát đó chị. Tại sao hát? Hát giỏi quá. Hát rồi. Đó bây giờ là mình cứ cho cái này vô. Còn vô luôn á, em trộn. Nhưng mà em nghĩ là phải cho một cái nồi riêng. Trộn từ từ. Oh. Chứ để gì nó quấn cục. Nó quấn cục. Hết rồi chị. Nghe khoảng nhiều nhiều chút. Một chén rồi đó. Hai chén. Đó thì mình canh coi là mình. Từng cái khay mình nướng từng cái bát nhỏ. À, em đã lấy
nó sẽ đều hơn. Đúng ra là dầu mình hơi ít á, cái dầu nó giúp cho nó. Cái dầu ô liu này ăn nó tốt, nó không có như cái dầu kia. Em giỏi quá ha, em làm đây luôn tại nhà. Kỳ đó em mua anh Mỹ về, ổng ăn ổng ngon quá rồi hết rồi, cái ổng thèm đòi thêm rồi. Em nói thôi để em đi mua nguyên vật liệu về em làm. Nó cũng ok lắm á em. Tại vì hồi mình nướng lên nó sẽ tan ra. Nó bến lại. Dạ. Tương đối rồi đó. Chắc phải cho thêm miếng, em sợ nó lạc. Anh chọn lá tiếu bên kia. Tiếu thì mình ấy thêm. Tại vì cái này nó cũng hơi nhiều em làm. Lạc lắm á. Tức là đó, nó phải rải đều ra cái khay, nó mới đủ chín rồi. Mà trong khi mà mình nướng á, là mình phải chịu khó mình dùng đũa mình trộn một chút. Chứ thôi nó sẽ bị để khép ở trên mặt. Dạ thêm đó. Qua đây cho nó đều một chút. Vậy được không? Hay làm đúng dài thêm chút. Thêm dài thêm chút nữa. Wow, nhìn ngon dữ. Sau khi trộn mấy cái hỗn hợp này chung với nhau nó đều hết rồi thì mình bắt đầu nướng nha các bạn. Nướng nó mới ngon. Bỏ vô lò nướng. Nướng bao nhiêu phút vậy cô? Khoảng 20 phút. Nướng 20 phút. 20 phút không có gì. 20 phút. Thời gian thì đi nhanh lắm. 20 phút, nhiệt độ khoảng 160 độ C. Dạ. 20 phút nhiệt độ 160 độ C nha các bạn. Rồi bây giờ em đổ hết vô đây chị trộn cho, chị đánh cho nó sạch, chị tán cũng giỏi. Cho nó nhanh nhanh. Chị sẽ làm. Làm món ăn này tuy nó hơi cực, hơi mất thời gian nhưng mà làm xong rồi á ăn rất là lâu. Mà cái món này mình ăn với cái gì nó ngon con? Ăn với sữa. Ăn với sữa hoặc là ăn không, thích thì ăn không. Nhiều khi đi học đem theo bỏ vô cái túi nhỏ nhỏ ngồi ăn lụm lụm. Nhưng mà nó không có sợ mập. Đó. Rồi hoặc là sáng á, ăn với sữa hoặc là ăn với da ua. Mua da ua không có đường á. Nghe hấp dẫn quá ha các bạn ha, ăn trong này là nó có vị ngọt của đường luôn rồi. Bổ lắm á nha mấy bạn. Nhiều bạn hỏi tôi bí quyết ăn chay sao để khỏe mạnh thì hôm nay Tiêu sẵn có duyên làm cái clip này cho các bạn coi. Nào, vui ha. Nó sạch hết luôn. Món này nó ngon, nó hấp dẫn quá mà. Ồ, cái này đầy về chị mua chị làm được rồi. Yeah. Đi coi mấy cái chai này cho đủ với mẹ nha. Nguyên vật liệu thì mình mua cái ban đầu nó hơi cực một chút. Nó hơi tốn tiền á. Tức là mấy cái này nó mắc nè. Nên mình mua mình là mình xài được nhiều này, nhiều cái thứ này. Cái lò này nó hơi bị xấu á. Mà nó thơm quá hả cô ha? Chị phải mua cái lò nướng riêng. Cái tuy là cái microwave nhà chị nó vẫn nướng được. Nhưng mà nó không bằng cái lò riêng. Vậy hả? Dạ. Chị mua cái lò riêng nó không bao nhiêu rồi. Chị làm bánh này nó được. Đi nướng thêm một chút xíu Lexin. Siêu quậy của nhà chúng ta chính là Lexin. Thơm lắm các bạn ơi, cái mùi thơm lắm. Bây giờ là chín xong rồi mình lấy ra mình để nguội, mình bỏ vô hộp rồi mình để dành ăn thôi. Vậy là xong rồi đó. Ô, vẫn chưa xong nữa hả cô? Chưa xong. Nho khô. Bây giờ nho khô là không có bỏ vô, cái lúc mà nấu không có bỏ vô. Tại vì nó sẽ làm cho nho khô nó khét. Thì để vô một chút vậy đó. Rồi đợi cái đó ra, cái là mình trộn lên. Rồi mới để ra một cái mâm riêng để cho nó khô, cho nó cứng lại rồi hãy bỏ vô cái hũ. Rồi, đợi cái này nó nướng xong rồi mình phải bỏ vô với nho khô nữa mới là xong luôn hả cô? Rồi xào nó lên. Để nguội. Như vậy là đã xong. Thơm kinh khủng.
thì khoảng chừng 20 phút. Thơm quá, thơm kinh khủng quá. Như vậy là các bạn đã biết chế biến một cái món ăn rất là ngon rồi đúng không? Không. Món ăn này rất là đặc biệt nha. Món ăn này không thể thiếu dành cho người cá nha các bạn. Ok. Tion xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình nấu ăn dinh dưỡng tốt nhất cho người cá tuần sau.